Cô thân ái chào các bạn nữ tuổi Đinh Mão 1987. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái sao, về cái hạn của các bạn trong cái năm 2023. Chúng ta được biết năm 2023 là năm mèo, một cái con mèo vàng, còn mình là một cái con mèo lửa. Hai con nó đối đầu với nhau, nghĩa là nếu năm này là cái năm tuổi của mình, ngộ là cái ở trong cái tử vi đó, cùng tuổi thì lại đối kháng nhau, lại tranh chấp nhau, lại tị nạn nhau. Cho nên những cái năm tuổi như mình gặp nhiều cái khó khăn. Con nào cũng muốn khoe mẽ, con nào cũng muốn mình tài hơn, con mình nào cũng muốn mình giỏi hơn nè. Mình công danh tiền bạc của mình nó tốt đẹp hơn, ai cũng muốn cạnh tranh. Cho nên nó đối kháng nhau, nó làm những cái áp lực cho mình. Cho nên cái năm tuổi của mình gặp được cái nhiều chuyện mà nó không như ý của mình. Rồi nói về cái tuổi Đinh Mão của mình, thì Đinh Mão nó thuộc về cái thiên can là thiên can quả, Mão là mộc, quả mộc nó sinh xuất. Cho nên cái giai đoạn đầu đời của các bạn nữ nó có nhiều cái khó nhọc, mình làm ăn nó thất bại nè, về tình duyên của mình nó cũng dang dở, nó không được như ý của mình. Mình phải đối đầu, mình phải qua 30 hơn tuổi, qua nửa đời người đó, thì mình mới có những cái chuyện mà thay đổi cho mình được tốt đẹp hơn. Các bạn nữ, bạn lại gặp chúng cái này nè. Cái con người mình có cái thiên can quả, rồi mình lại cái mệnh của mình lại quả nữa. Cho nên mình rất là nóng nảy, mình khó mà chịu lợ, mà chịu cúi luồn ai. Cái sự nóng nảy của mình đôi lúc đem lại cái sự không hay trong cái gia đạo của mình. Vợ chồng có nhiều cái mà tranh cãi với nhau, đối kháng nhau không mấy gì hay. Tuổi mình á là cái con mèo, cái tụi mình lại thích cái sự mà yêu chiều, cái sự nuông chiều. Nhưng mà cái người bạn đời của mình nó không biết được cái cá tính đó, không biết được cái tính cách của mình. Cho nên hai người mà không hiểu nhau thì dễ gây đến những cái chuyện xung đột, những cái chuyện mà không cảm thông trong cái chuyện đời sống vợ chồng. Mình biết là mình nóng như vậy thì mình cố gắng mình nguội đi các bạn. Mình nguội một chút để mà gia đình của mình nó được bình an. Tuổi của các bạn là cái tuổi một cái con mèo ưa suy tư, một cái con mèo ưa lặng lẽ trầm ngâm để mà toan tính, để mà suy nghĩ về cái cuộc đời của mình. Cho nên bạn cũng không có nhiều người bạn bè lắm. Con người mình nó giỏi giang, nhưng mà mình không bạn bè rồi mình lại suy tư, đôi lúc mình buồn. Và cái tuổi Đinh Mão này nữ là đa phần là cô thấy là 10 bạn thì hết 6 bạn đã chia tay, đã gian dở trong cái đường hôn nhân rồi. Thì bây giờ ta nói lại vào cái năm 2023 là chúng ta được 37 tuổi nè. Chúng ta sẽ không phạm quan ốc, chúng ta phạm kim lâu, chúng ta cũng không gặp tam tai, nhưng mà chúng ta gặp trực thái tuế thì nó có khó khăn trong cái cuộc sống của mình. Có nhiều chuyện mà xảy ra ngoài ý muốn của mình, không như cái dự định của mình. Rồi về vận, về sao của bạn á là cái sao kế đô. Sao kế đô cũng là một cái sao không mấy gì tốt nha. Nó đem lại những cái hung tinh, nó là cái sao mang lại hung tinh trong cái củ diệu tinh. Nó xấu nhất trong cái cho bạn nữ thì nó gây khó khăn trong vấn đề tình cảm gia đạo của mình. Chuyện tình bà cảm gia đạo của mình không được như ý. Mình đã buồn thương vì vấn đề tình cảm rồi, mình lại thêm một cái vấn đề về sức khỏe của mình, nó có cái vấn đề, và mình lại hao hụt về vấn đề tiền bạc nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nữ mà trong cái năm mà mình gặp sao cái đô, mình mang thai thì sẽ được hóa giải, mình sẽ được gặp may mắn, mình sẽ làm ăn buôn bán phát đạt, gia đình mình sẽ trở nên hạnh phúc. Đó là nó có cái xấu, nhưng mà nó có cái cách hóa giải đó. Thì bây giờ chúng ta giải bằng một cách nữa là chúng ta không tham lam.
nó đánh vào cái sự tham lam của chúng ta, mà để mà gây nên những cái chuyện mà không hay cho mình, là mình đừng có nên tham lam này, mình đừng có lừa gạt ai, mình đừng có nghĩ đến chuyện mà bới móc chuyện của người thì người cũng chẳng bới móc chuyện của mình. Mình không nên cãi vã và mình làm ăn ngay thẳng. Và mình hãy tích đức hành thiện, chúng ta không đoạt công của người, rồi chúng ta hãy giúp đỡ người khác, thì đó là một cách hóa giải tốt nhất cho bằng. Rồi mình gặp cái hạn đó là cái hạn thiên tinh. Thiên tinh thì nó nặng hơn, thì nó là giống như là những cái chuyện xấu nó đem đến cho mình. Hạn thiên tinh đó là chúng ta đề phòng như vậy nè, nó xấu về cái vấn đề về sức khỏe của mình, về cái bệnh đường tiêu hóa, về cái đường ruột của mình. Thì mình biết như vậy thì chúng ta giữ vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm, chúng ta ăn uống có điều độ, chúng ta ăn sạch, thì chúng ta nấu chín. Và cái về sức khỏe thì chúng ta cũng coi chừng, để chúng ta bị té trên cao mà chúng ta té xuống thì mình chớ nên mình leo trèo, mình cẩn thận trong vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng mà vận niên của bạn là cuộc vận niên là ngô hồi sơn, nghĩa là con trâu nó về núi thì nó cũng không đến nỗi mà nó khó khăn lắm, nghĩa là vận niên nó tương đối nó tốt đẹp cho mình. Ngô hồi sơn. Rồi bây giờ cô nói tiếp sang cái về cái mặt ngoài là tiền bạc của mình như thế nào nè. Thì năm quý tức là nó hành thủy, mà mình người đinh, thiên can đinh nghĩa là mình hành quả. Như vậy các bạn thấy thủy với quả là nó khác nhau rồi. Như vậy là tiền bạc mình trong năm mình làm ăn nó có khó khăn, không được như ý, không được thuận lòng. Và tuổi Mão mà gặp cũng năm Mão thì nên mình đã trực thái tuế rồi, mình xung khắc, như vậy là xấu cho mình trong cái công ăn việc làm. Cái bản mệnh của mình xấu tại vì cái mệnh mình là mệnh quả mà gặp cái năm kim, cho nên nó cũng khắc kỵ về vấn đề sức khỏe của mình. Chuyện đối nhân xử thế bên ngoài mình cũng gặp nhiều cái tác động không hay. Gia đạo của bạn nữ thì cũng chỉ buồn cho một cái này là gia đình của bạn trong năm không mấy gì được êm ấm, thường thường bị phá phách, đem những cái chuyện mà không hay xảy đến cho mình. Cho nên mình cẩn trọng về cái vấn đề tình cảm gia đình nha. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái tuổi vận hạn của bạn trong năm 2023 đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều sức, gia đình hạnh phúc nha.